Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọng nhá Trên tay mình đây chính là chiếc iPad Pro M4 Với cá nhân mình thì iPad Pro M4 là một cái sản phẩm nó khá nhàm chán Khi mà những sự nâng cấp trên em này ấy, nó sẽ chỉ đơn giản là những cái tính năng mà ở sâu bên trong của thôi Ví dụ như ở chúng ta sẽ có một chip mới mạnh hơn này Sau đó các bạn sẽ có một cái thiết kế nó mỏng hơn Chứ không có quá nhiều sự đột phá ở phần thiết kế hay là về phần tính năng nhưng để mà nói, nếu mà chúng ta nhìn qua, nhìn lại những cái sản phẩm như là Galaxy Tab 10 Ultra hay là Xiaomi Pad 6S Pro chẳng hạn, thì mình vẫn phải công nhận một điều iPad Pro thời điểm hiện tại vẫn sẽ là sản phẩm đáng mua nhất các bạn ạ Các bạn bỏ ra chúng ta xứng đáng từng xu luôn Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn những cái điểm mà mình thấy rằng iPad Pro thời điểm hiện tại nó vẫn quá im ba và nó hữu dụng nếu mà so sánh với đại đa số các sản phẩm khác Còn chi tiết hơn đấy mời các bạn đón xem Thế thì mình phải dành lời khen cho Apple hôm nay nhá Bởi vì một con chip M4 ấy Thì chúng ta đã cải thiện đáng kể về phần hiệu năng Cũng như là phải phần điện năng Nếu mà so sánh với những con chip như M1, M2 Thực tế mà nói với những bộ máy tính bảng iPad Pro M1, iPad Pro M2 ấy, Thì pin của nó với cá nhân mình sử dụng Sẽ chỉ loanh quanh cứ khoảng tầm 5 tiếng mà thôi Bởi vì con chip M1 và M2 nó ăn khá nhiều điện nhưng riêng với M4 ấy mình cũng đã sử dụng những tác vụ y hệt như thế nhá. Hay là mình có so sánh về chiếc iPad E6 ấy thì những em đó pin của nó không được khỏe lắm, cỡ khoảng tầm 5 tiếng. Còn với em iPad Pro M4 mình đang có đây ấy, pin của nó có thể on screen đến 8 9 tiếng là bình thường. Đây, mình có một hình ảnh ví dụ bạn nhá. Mình sử dụng chiếc máy tính bảng này với những cùng tác vụ như vậy ví dụ như mình xem tiktok mình xem nó chia giải trí trên chrome này sau đó mình lúc facebook vân vân thì mình rằng ấy, nó có thể trụ được đến cơ hội là 7 tiếng 26 phút gần 7 tiếng 3 phút mà vẫn còn đến 26 pin các bạn nhá thế nên là khi mình dùng hết ấy, thì nó on screen 8 9 tiếng làm cách bình thường luôn và chính vì yếu tố pin cải thiện đáng kể như này, iPad Pro M4 trở thành một cái điểm sáng trong mắt mình, nhất là nếu mà nói về yếu tố pin. Và cái việc cải thiện về yếu tố pin này nhá Thì mình nghĩ rằng nó chủ yếu đến từ việc đó chỉ là con chip Khi mà đây M4 nếu mà so sánh ở M2 Có thể nhìn qua bảng này Chúng ta sẽ có những yếu tố như TDP của nó được cải thiện đáng kể Nếu mà so sánh với đời trước Trừ khi mắc bút thì chúng ta mới đến 20W mà thôi Còn lại thì những thao tác bình thường ấy nó ăn khá là ít điện còn với những cái điều nhỏ nhặt khác của mình thấy rằng iPad họ vẫn luôn làm tốt, đó chỉ yếu tố loa đi. Thực sự nói loa ở trên những chiếc iPad Pro vẫn luôn là một cái gì đó đáng đầu tiền bán gạo ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn nào và anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại nói đi em bao sương gió trong đời oan trai mà sao em mang thân đi suốt cánh dài nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta No. Oh. Oh. mình đã trải nghiệm qua những sản phẩm Tab S10 Ultra này, sau đó Xiaomi Pad 6S Pro. Xiaomi Pad 6S Pro cũng là một em mà loa khá hay luôn, nhưng để mà so sánh này, iPad Pro ấy, thực sự nó vẫn hơn một bậc các bạn ạ. Ngay đến cả Galaxy Tab 10 Ultra ấy, thì nếu mà so sang cả chiếc iPad Pro M4 này, loa của nó vẫn không hay bằng các bạn ạ. Loa của em iPad Pro M4 mình phải công nhận một điều, khi mà xét đến những giải như Bass, Mid, Chef, độ trong, sau đó là cái giải âm của nó đều làm rất là ngon luôn. Và bạn nào đang muốn sở hữu một chiếc iPad Pro M4 có thể tham khảo tại hộp nhá. Mức giá cho phiên bản 11 inch như mình đang có đây 256 GB sẽ là 26 triệu 390 000 Và bạn đừng quên đó là thời điểm hiện tại Oneway họ vẫn đang diễn ra một chương trình đó chính là chọn điều trao yêu thương từ ngày 18 cho ngày 27 tháng 10 giảm xấu về các thiết bị như cả smartwatch chẳng hạn chúng ta sẽ có một loạt những em nhiều Apple Watch SE 2023 và bạn đừng quên đó là OneWay cũng sẽ là đại lý ủy quyền chính thức Apple tại trường Việt Nam nhá bạn nào có tâm link mình sẽ để bên dưới phần mô tả chúng ta dễ dàng tham khảo còn để mà nói về những cái điểm bá của chiếc iPad Pro M4 thời điểm hiện tại thì mới rằng nó là một cái sản phẩm cực kỳ ngon dành cho nhu cầu multimedia. Tức là các bạn làm media, các bạn giải trí, sau đó các bạn gõ soạn thảo văn bản hay các bạn làm việc cũng được luôn. Trừ những cái mà liên quan sâu đến Word, Excel hay là những cái mà làm việc cần những cái giao diện PC mode ấy, thì em này nó hơi yếu ở khoản đó. Còn nếu bạn làm việc liên quan đến hình ảnh, làm việc liên quan đến giải trí ấy, thì iPad Pro M4 mình đảm bảo nó sẽ là thiết bị hàng đầu mà các bạn lên để chọn. Chúng ta cứ nói lần lượt từng yếu tố đi, ví dụ như khoản game nhá, con chip M4 hiện tại nó đang là con chip thoáng mạnh nhất trên cái thiết bị di động rồi. Các có thể dựa vào cái bảng đánh giá SOC của bên GeekOne One như mình đang thấy ở đây thì chúng ta sẽ nhận ra một điều, con chip M4 nó sẽ xếp hàng đầu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những con như kiểu là 9400 này, sau đó A18 Pro vân vân. Còn với game mình nói thật các bạn nhé, đó chính là mình không muốn test bởi vì đơn giản kết quả nó sẽ ra là khá nhàm chán bởi vì nó sẽ chỉ là một cái đường thẳng mà thôi. Khi mà chúng ta chơi những cái tựa game như kiểu liên quân, PUBG, sau đó tốc chiến hay là game Impact chẳng hạn. Còn với cái phần khác thì sao? Ví dụ như ở vẽ chẳng hạn, thực sự mình đúng ạ, à, tìm được một chiếc máy tính bảng nào vẽ ngon hơn iPad bởi vì iPad chúng ta có những phần mềm như là Procreate này sau bút của iPad quá ngon ngay đến cả những chiếc Galaxy Tab S10 Ultra chẳng hạn à, chúng ta cũng sẽ có bút để hỗ trợ nhưng mà thực tế trải nghiệm của nó không thể nào bằng được nếu mà so sánh với những chiếc iPad các bạn ạ à. Mặc dù thế giới Android chúng ta cũng sẽ có mấy em ví dụ như iPad 11S với cái lớp bản mết chẳng hạn, nó cũng là một sản phẩm tương đối ngon nhá của Huawei, trước đây mình cũng đã từng trải nghiệm. Nhưng nếu mà xét phần đó chập tương thích về hệ sinh thái ấy, thì iPad thời hiện tại nó vẫn là bố luôn các bạn ạ. Khi mà đây chúng ta sẽ có những cái yếu tố hỗ trợ phần mềm này đến từ những cái bên thứ ba, sau đó là các bạn có thể vẽ vời thiết kế nói chung là đủ có thể loại luôn. Còn như mình là một nhà sáng tạo nội dung nhá Thì mình hay sổ một cái thiết bị đó chính là DJI Pocket 3 Và mình nghĩ rằng DJI Pocket 3 chúng ta muốn kết nối về điện thoại hoặc máy tính bảng ấy Các bạn sẽ cần sổ một cái app đó chính là DJI Mimo Cái app DJI Mimo này các bạn cài trên App Store cách bình thường và có một điều buồn cười đó chính là nếu bạn muốn cài trên Android chúng ta buộc phải cài file APK từ web của hãng nhá. Đôi lúc vậy server nó hơi lỏ một tí thành ra tải rất là chậm và rõ ràng cái việc này cũng sẽ mang lại một lợi thế nhất định về những chiếc iPad luôn khi mà các bạn tương thích tốt về những hệ sinh thái ví dụ như DJI chẳng hạn bạn nào mà hay dùng những cái nhỏ Johnny chẳng hạn chúng ta cũng sẽ được tích hợp về những app ở trên iPad luôn rất tiện lắm và một điều nữa mình thấy rằng các pháp sư Trung Hoa họ hay làm đó chỉ là dùng cái iPad này để làm màn hình phụ luôn Họ import trực tiếp ảnh từ máy ảnh sang máy tính Sau đó thậm chí là edit trực tiếp luôn bạn nhá Làm preview cũng được luôn Không biết là các anh ở Việt Nam có làm không Nhưng mà các pháp sư bên Trung Hoa họ tận dụng tối đa cái này luôn Tất nhiên là có những cái điểm mà mình vẫn chưa thích lắm ở chiếc iPad Pro M4 này Ví dụ như thiết kế mỏng quá nhỉ Mỏng cũng là một điểm vui Nhưng với một chiếc iPad mỏng to như này ấy, Tạo ra một cảm giác nó chưa thực sự thoải mái đối với cá nhân mình Kiểu tố thứ hai đó chỉ là để mà cho nhu cầu làm việc đa cửa sổ nhá Thời điểm hiện tại cái State Manager nó vẫn là một cái ok Nhưng để nói trên iPad Pro M4 này nếu mà chúng ta làm việc nhiều cửa sổ hoạt động đồng thời cùng lúc trên màn hình ấy, nó sẽ là một cái trải nghiệm tuyệt vời hơn rất là nhiều. Với cá nhân mình nếu mà cái state manager mà chúng ta làm việc được nhiều cửa sổ nổi cùng một lúc ấy thì nó sẽ là một cái imba cực kỳ luôn. Và để mà nói về chiếc iPad Pro M4 thời điểm hiện tại ấy, thì chúng ta cũng sẽ có một điểm yếu mà mình nghĩ rằng trong tương lai sẽ khắc phục sớm thôi Đó chính là việc phụ kiện của iPad Pro M4 thời điểm này nó vẫn chưa quá nhiều và mức giá cũng sẽ khá là cao Đa số đến từ những cái brand lớn, ví dụ như Logitech chẳng hạn còn trước đây thì mình thấy rằng với những dòng nhỏ M1, M2 ấy, thì chúng ta sẽ có phụ kiện đến từ những thương hiệu bên thứ ba nhiều Gozodok đã Mức giá của nó rẻ hơn đáng cả hay là bàn phím của Wigu trước đây mình cũng đã từng làm rồi Mức giá của nó có thể là 1-2 triệu thôi mà build sau đó là độ hoàn thiện cũng như là trải nghiệm vậy rất là tốt Thời điểm này thì iPad Pro M4 có lẽ chúng ta sẽ đợi thêm một tháng nữa và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về iPad Pro M4 thời điểm hiện tại Với cá nhân mình nhá, trên 20 triệu các bạn cứ mua iPad Pro đi Bởi vì thực tế khó tìm được một cái sản phẩm nào mà nó hỗ trợ cho nhu cầu multimedia Từ chơi game, làm việc, sau đó là chỉnh sửa hình ảnh các thứ vân Nó tốt hơn được iPad các bạn ạ Trừ khi các bạn làm việc với những file mà nó bắt buộc phải sự hệ điều hành Android Thì khi đó chúng ta mới tính đến các mẫu máy tính bảng Android khác và bạn nào đang muốn sắm một chiếc iPad Pro M4 nhớ tham khảo tại OnWay nhé bởi vì họ vẫn đang có triển khai chương trình đó chính là chọn điều trao yêu thương từ ngày 18 tháng 10 cho ngày 27 tháng 10 chúng ta sẽ có chương trình giảm giá sâu sản phẩm luôn đến năm triệu trên sản phẩm đặc biệt là bạn nào mà đang muốn mua như kiểu Apple Watch hay là muốn mua các mẫu smartwatch để đeo tay ấy, thì chương trình này nó sẽ giảm giá cực kỳ sâu luôn link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé và chúng ta muốn sắm iPhone mới hoặc là muốn sắm các thiết bị nhiều MacBook chẳng hạn OnWay cũng sẽ có luôn có bạn, các bạn quan tâm gì ở chiếc iPad Pro M4 thì hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong video sau. nhớ like, subscribe và ủng hộ kênh không Ngọc nhé. Bye bye.